Lê Minh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Faith TV. Kính thưa quý vị, Lê Minh và Đài Việt Faith TV hiện đang có mặt tại Brisbane, Sydney, tại trung tâm hành hương của giáo phận Công giáo người Việt tại Sydney. Thưa quý vị, chính tại đây ngày hôm nay sẽ diễn ra ngày lễ hội Thánh Mẫu 2015. Kính thưa quý vị, với chủ đề là Maria khí cụ của tình thương xót, ngày hội năm nay sẽ quy họp tất cả những giáo dân Công giáo của Sydney đến đây tham dự trong vòng 3 ngày, từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2015. Lê Minh xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quan sát một vài hình ảnh và những cái hoạt động náo nhiệt của kỳ lễ hội năm nay nhé, thưa quý vị. Một gương mặt rất quen thuộc với khán giả của đài truyền hình Việt Faith TV, đó là linh mục Hồ Văn Chi. Và dĩ nhiên là ngày hôm nay chúng tôi không thể mà bỏ qua cái cơ hội để mà có cuộc trò chuyện cùng cha Chi. Dạ, con xin chào cha. Chào Hoàng Kim và Kim Hoàng và tất cả quý vị khán giả của Việt Faith TV Australia. Kim Hoàng, thưa cha, con được biết là cha thời gian gần đây thật sự là cha không có khỏe, và cái đại hội Thánh Mẫu năm nay thì cũng mất rất là nhiều thời gian bởi vì tổ chức tới 3 ngày lận. Vâng. Thì cho tới ngày hôm nay mới là ngày thứ nhì thôi, thì cha cảm thấy là theo sự nhận xét của cha thì cái đại hội năm nay nó thành công hơn đại hội năm vừa rồi hay không, thưa cha? Vâng, thì chắc chắn là năm nay được chuẩn bị chu đáo nhiều hơn, và tất nhiên là ban tổ chức cũng lớn hơn. Bởi vì 3 ngày, do đó mà tất cả mọi cái, những cái chương trình hội thảo, những cái chương trình văn nghệ, và nhất là chúng ở đây thì Hoàng Kim Hoàng cũng như là quý vị sẽ thấy được cái thánh lễ khai mạc vĩ đại, có cả dàn tây nhạc, rồi cả ca đoàn và tất cả cộng đồng dân Chúa tập trung về đây. Và nếu chúng ta thấy cái lễ đài rất là có ý nghĩa, với Maria là khí cụ của tình thương xót, và bên đó là cái tượng đài mẹ thuyền nhân, người đã ấp ủ cộng đồng Việt Nam của chúng ta 40 năm trời ở tại đây, thì đấy là ý nghĩa trọn vẹn của cái ngày đại hội Thánh Mẫu năm nay 40 năm. Và thưa cha hy vọng rằng cái sau 3 ngày đại hội năm nay thì sẽ đưa được những cái thông điệp gì đến cho tất cả cộng đồng Công giáo ở tại Sydney nói riêng và trên toàn nước Úc nói chung, thưa cha. Vâng, cảm ơn chị Kim Hoàng, và kính thưa quý vị Việt Faith TV, thì đây là cái câu hỏi rất là hay. Cảm ơn Kim Hoàng đã cho quý vị hiểu được sau cái này một cái message, một cái sứ điệp, đó là người Việt Nam chúng ta yêu thương nhau. Maria là khí cụ của tình thương xót, để mỗi người chúng ta đối xử với nhau cũng giống như mẹ Maria. Chúng ta có mẹ La Vang, mẹ quê hương Việt Nam, đối xử với nhau một cách bằng yêu thương, một cách bằng khoan dung, một cách chân thành. Nhất là sau 40 năm xa xứ rồi, chúng ta càng gần gũi nhau, càng thương mến nhau, để xây dựng một quê hương, một dân tộc, và nhất là một tình người Việt Nam nơi quê hương viễn xứ này. Và một câu hỏi cuối cùng, con được biết là Đại hội Thánh Mẫu thì chúng ta đang tổ chức tại Sydney. Vâng. Thì không biết rằng và ở Melbourne thì cũng có Đại hội Thánh Mẫu. Vâng, tại vâng. Victoria. Thì trong tương lai cộng đồng Công giáo có một cái Đại hội Thánh Mẫu trên toàn quốc châu hay không ạ? Câu hỏi của Kim Hoàng hay lắm. Và đấy là với tư cách là chủ tịch Tuyên lý đoàn Australia, năm 2012 chúng ta đã quyết định sẽ có những đại hội liên bang. Và có lẽ một ngày gần đây thì có lẽ đầu tiên Tuyên lý đoàn sẽ chọn là tại Sydney này, là bởi vì nó có sẵn khung cảnh rồi. Sau đó rồi mỗi năm luân phiên, có thể ở tại Melbourne, có thể Adelaide, có thể Brisbane, chia nhau để cùng nhau với toàn thể dân Việt, không những người Công giáo mà kể cả những người tôn giáo bạn, chúng ta cùng nhau cử hành những cái hành trình yêu thương mà tất cả mỗi người chúng ta cùng gắn bó. Thưa chị Kim Hoàng và kính thưa quý vị, rất cảm ơn những thông tin của cha ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khán giả,
À, quý vị cũng đã nghe Linh Mục Paul Van Chi đã hứa với chúng ta là trong tương lai thì một cái đại hội thánh mẫu trên toàn quốc sẽ diễn ra. Như vậy thì cộng đồng người Việt ở những tiểu bang khác cũng sẽ có cơ hội, giống như là cộng đồng công giáo người Việt tại Sydney đã được hưởng thụ từ năm vừa rồi và kể cả năm nay. Kim Hoàng xin kính chào và rất cảm ơn cái thời gian cha đã dành cho cái cuộc phỏng vấn ngắn ngủi ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn Kim Hoàng, cũng như cảm ơn Ban Giám đốc của Đài Việt Face TV Australia và cảm ơn quý vị khán thính giả kiên nhẫn lắng nghe. Chúc quý vị một ngày vui trọn vẹn ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Đứng bên cạnh anh Andrew Trần Anh Vũ là chủ tịch cộng đồng công giáo của cộng đồng người Việt. Và câu hỏi đầu tiên Kim Hoàng muốn anh Vũ chia sẻ với quý khán giả, đây có lẽ là cũng là lần đầu tiên anh Vũ xuất hiện trên hệ thống truyền hình của Vietfay TV, do đó có rất nhiều khán giả có lẽ là chưa biết công việc cũng như cái trách nhiệm của anh Vũ. Thì không biết là anh Vũ đã giữ cái chức chủ tịch cộng đồng công giáo trong bao nhiêu năm rồi thưa anh? Dạ thưa, cảm ơn chị Kim Hoàng. Trước hết là xin cảm ơn chị Kim Hoàng cũng như là đài Vietfay TV đã cho em cơ hội để trao đổi với những cái tin tức của sinh hoạt của cộng đồng. Và kế tiếp là xin cũng chào quý thính giả của đài Face TV. Để trả lời câu hỏi của chị thì thật sự với chị em cũng được sự may mắn đã cộng tác với cộng đồng trong nhiều năm qua. Đây là nhiệm kỳ lần thứ hai của em với vai trò chủ tịch của cộng đồng, có nghĩa là 6 năm. Dạ. Dạ thưa anh, Kim Hoàng được biết là trong cái tổng giáo phận công giáo của mình ở Sydney nó có rất là nhiều những cái hội đoàn khác nhau hoạt động vào mỗi dịp cuối tuần. Thì trong cái ngày lễ hội năm nay đó thì anh làm cách nào có thể quy tụ lại tất cả mọi người lại với nhau? Dạ thưa chị, trong cộng đồng công giáo thì tất cả các giáo đoàn của tháng lễ là có 8 giáo đoàn. Và trong mỗi giáo đoàn đó thì có rất nhiều phong trào và ban ngành đoàn thể của mỗi giáo đoàn. Dĩ nhiên là các sinh hoạt mà tính cách chung của cộng đồng. Đặc biệt năm nay với tổ chức một cái quy mô như vậy thì anh em ban thường vụ chúng tôi đã mời các trưởng ban của ban mục vụ cũng như các phong trào ban ngành đoàn thể cộng vào làm một cộng tác của ban tổ chức. Chính vì thế ban tổ chức năm nay khá quy mô và mọi người đều được chia sẻ trách nhiệm khác nhau để mà cho đạt được cái đại hội được thành công. Và trong cái ngày đại hội năm nay nó có chia làm 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là ngày thứ 7. Thì ngày thứ 6 nó đã qua rồi và ngày thứ 7 ngày mai, hôm nay và ngày mai. Thì anh có gặp những cái khó khăn gì trong 3 cái ngày diễn ra lễ hội hay không? Đặc biệt là đối với ngày thứ 6 nó đã diễn ra rồi. Dạ thưa chị, thì thật sự khó khăn thì nó cũng không khó khăn gì nhiều. Ngày thứ 6 hôm qua thì diễn tiến rất là tốt đẹp, trong cái bầu trời rất là mát mẻ. Đặc biệt ngày tối hôm qua nó khác biệt là chỉ có cái sinh hoạt của giới trẻ trong cộng đồng và đặt một cái chú điểm chung để cho giới trẻ trong cộng đồng có một sự đóng góp về những cái khái niệm về các lặp lại cái đường Chúa đã đi qua. Và kế tiếp là cái ngày hôm nay thì có khó khăn thì cũng nghĩ là cũng không có gì, nhưng mà cũng cầu xin là làm sao thời tiết cho được tốt đẹp, nhất là hôm nay và ngày mai. Em chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ còn em nghĩ là khó khăn thì chúng em trao hết cho Chúa, nhưng mà đặc biệt là cái thời tiết. Vâng thưa anh Vũ, Vietfay TV cũng rất là may mắn khi đã có cơ hội tham dự cái thánh lễ vào năm vừa rồi và năm nay thì chúng ta đã tổ chức rất là thành công ở tại Sydney. Như vậy thì ban tổ chức, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ nhắm tới một cái đại hội thánh lễ toàn quốc hay không thưa anh? Dạ thưa chị, cái điều đó thì chị gợi ra thì anh em ban thường vụ cũng như ban tuyên úy đã có suy nghĩ đến. Cái có lẽ nói năm vừa rồi là tổ chức có 2 ngày và năm nay là 3 ngày thì có đây cũng là cái lần thứ 2 cũng như là nháp. Và trong tương lai thì chắc có thể là trong 2 năm nữa thì chúng ta cộng đồng cũng sẽ nhìn đến để mà mời các tiểu bang khác, và dĩ nhiên là cũng sẽ trao đổi với các cha từng các tiểu bang cũng như các ban chấp hành của các tiểu bang nếu có thể đóng góp lại và cộng tác cùng với nhau và tổ chức chung một cái đại hội thánh mẫu toàn quốc, thì cái điều đó là cái ước mơ của cộng đồng người Việt công giáo hải ngoại.
mới có nháp thôi mà đã thành công như vậy rồi. Như vậy thì không biết là nếu mà mình có sự chuẩn bị công phu thì chắc chắn là nó sẽ thành công rực rỡ. Và lời cuối cùng thì không biết là anh Vũ có muốn nhắn gửi tới quý khán giả của Vietfay TV những gì hay không, đặc biệt là những quý vị khán giả không phải ở Sydney. Dạ, thì cảm ơn chị. Thì cái lời cái tiếp thì để trước khi kết thúc thì cũng xin gửi lời trong tương lai có những sinh hoạt của cộng đồng Công giáo Tổng giáo phận Sydney luôn luôn chào đón quý vị. Bất cứ trong hình thức nào, tổ chức nào của cộng đồng, xin có thể quý vị có sẵn sàng đến và cộng đồng sẵn sàng welcome tất cả quý vị. Xin. Rất cảm ơn cái thời gian quý báu. Quý hoàng biết là anh rất là bận rộn và không có làm phiền anh lâu hơn nữa để mà anh trở lại với công việc của anh, và xin hẹn gặp lại anh trong những kỳ đại hội sắp tới. Dạ, kính chào anh. Dạ, xin cảm ơn chị Kim Hoàng và cảm ơn đài Vietfay TV và kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả, Kim Hoàng đang đứng bên cạnh anh Đa Minh Nguyễn Ngọc Kim là trưởng ban tổ chức của Đại hội Thánh Mẫu năm nay. Và kính chào anh Kim. Kim Hoàng được biết là ban tổ chức của Maria, của cái lễ hội mang tên là Maria Kính Cụ Tình Thương Xót. Thì khi mà đảm nhận cái vai trò là trưởng ban tổ chức, anh có cảm giác là mình đang gánh vác một cái trách nhiệm rất là nặng nề hay không? Dạ, cảm ơn chị Kim Hoàng và xin chào tất cả quý khán giả của đài Vietfay TV. Để trả lời câu hỏi của chị thì cái trách nhiệm mà đứng nhà ban tổ chức rất là nặng nề. Khi mà bản thân chúng tôi nhận cái chức vụ này thì cũng rất là lo ngại, là bởi vì không biết mình có thực hiện được hay không. Tuy nhiên vì chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của ban đại úy cũng như là của hội đồng mục vụ Tổng giáo phận Sydney thì chúng tôi đã đứng ra để mà chấp nhận cái trọng trách này. Kim Hoàng cũng được biết là năm nay chúng ta đã tổ chức ngày thánh lễ tới 3 ngày, nhiều hơn một ngày so với năm ngoái. Thì với lại những cái sự chuẩn bị to tát như vậy, anh đã lên cái kế hoạch và đã gặp những cái khó khăn gì trong cái thời gian mình chuẩn bị cái lễ thánh lễ năm nay? Như chị cũng vừa mới trình bày trong câu hỏi của chị thì thời gian thánh mẫu năm nay dài hơn năm ngoái. Tuy nhiên nghĩa là trách nhiệm nó nặng hơn năm ngoái. Trách nhiệm nó nặng nề hơn và cái sự khó khăn mà chúng tôi cần phải nghĩ tới là vấn đề là chỗ ngủ cho tất cả các khách hành hương đến tham dự, cũng như là ẩm thực cho tất cả những người mà đến tham dự. Chúng tôi phải đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Ngoài ra nó còn có những cái chuyện khác như là đèn đóm, về vấn đề phòng vệ sinh và tất cả những cái thứ linh tinh khác cũng rất là khá nhiều để mà kể ra bây giờ. Nhưng mà tuy nhiên đó là những cái mà khó khăn mà chúng tôi đã gặp phải cho một cái chương trình rất là dài trong vòng 3 ngày. Như vậy thì chúng ta đã đón bao nhiêu khách hành hương từ nơi xa anh tới? Trong số đó thì bao nhiêu người tới từ những tiểu bang khác và bao nhiêu người tới từ nước ngoài? Về con số nắm từ nước ngoài đến tham dự thánh lễ này thì theo chúng tôi được biết là khoảng cái chừng 100 người từ nước ngoài, trong đó có cả Việt Nam cũng đã đến đây để mà tham dự. Tuy nhiên từ các tiểu bang khác thì chúng tôi cũng nhận thấy được cho chúng tôi có 50 người từ các tiểu bang khác đến đây để mà tham dự chương trình này với chúng tôi. Tôi xin được mở ngoặc ở chỗ này là tại vì sở dĩ cái chương trình này là chương trình chỉ dành riêng cho Sydney. Chúng tôi không có quảng bá ở những tiểu bang khác, không có tổ chức để mà mời những tiểu bang khác đến. Tuy nhiên những người mà đến tham dự chỉ vì họ biết được qua bạn bè hoặc là biết được qua thông tin báo chí, chúng tôi không hề chưa có nghĩ tới là sẽ mở một cái chương trình lớn để cho tất cả các tiểu bang khác đến tham dự. Dạ. Và kính thưa anh, chúng ta đã nói tới những cái hoạt động trong cái đại hội thánh mẫu thì
có rất là nhiều người khách ở phương xa, anh cũng vừa mới cho biết là khoảng 100 người. Thì mình có những cái kế hoạch, những cái chương trình cho cái hậu đại hội không thưa anh? Dạ có thưa chị, là tại vì những người khách phương xa đến thì mình phải lo cho họ một cách đặc biệt. Tại vì khi họ đến đây, không như là những người ở Sydney này, khi họ đến họ biết được cái thành phố Sydney thế nào và họ đã đến trung tâm này nhiều lần và họ biết được trung tâm có những cái gì có thể giúp họ được. Tuy nhiên những người từ nước ngoài đến đây thì có thể rất là mới mẻ với họ. Thì cái mà chúng tôi cần phải lưu ý cho họ là vấn đề chỗ ngủ làm sao cho được chu đáo. Và vấn đề ẩm thực thì chúng tôi có một số gian hàng của tất cả các hội đoàn bán ẩm thực để cung ứng đến tất cả những ai có nhu cầu ẩm thực trong 3 ngày sắp tới. Thì vấn đề ẩm thực chúng tôi không lo lắm, nhưng mà tuy nhiên về vấn đề phòng ngủ này kia chúng tôi cũng phải lo cho họ được chu đáo. Cái đó là cái mà chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề này. Yeah. Và trước khi dứt lời thì Kim Hoàng không biết là anh có muốn nhắn gửi gì với quý vị khán giả hay không? Và nếu trong năm tới, trong cái dịp đại hội năm tới anh được đặt cử là trưởng ban tổ chức nữa thì không biết là anh có sẵn sàng nhận cái trách nhiệm này một lần nữa hay không? Cái vấn đề nhận lại hay không thì bây giờ trong thời gian này thì cũng rất là bận rộn, hơi mệt thì chưa suy nghĩ đến, nhưng mà thấy quá mệt thì có thể là sẽ là không. Nhưng mà tuy nhiên thì từ một năm nữa thì có thể có sự suy nghĩ nó sẽ khác đi. Và về vấn đề đại hội thì chúng tôi sẽ cố gắng mỗi năm chúng tôi học hỏi thêm những cái kinh nghiệm để mà tổ chức làm sao cho được chú đáo. Và vì vậy chúng tôi rất là mong muốn được mời tất cả quý giáo dân trong cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney, cũng như là tất cả các quý cụ quý bà và anh chị em không có trong Tổng giáo phận chúng tôi cũng có thể đến tham dự. Khi mà chúng tôi mở ra và tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị, và lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng để đón tiếp quý vị đến cùng tham dự ngày hành hương Thánh Mẫu với cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney chúng tôi. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Kim ngày hôm nay, và Kim Hoàng hy vọng rằng đại hội của chúng ta sẽ được thành công mỹ mãn. Và nếu mà có thể thì cũng hy vọng là anh sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong năm tới, vì anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong năm nay rồi. Cảm ơn chị Kim Hoàng và cảm ơn tất cả các khán thính giả của Đài Việt Face TV. Lê Minh xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Việt Faith TV. Kính thưa quý vị, Lê Minh xin giới thiệu với quý vị, cạnh Lê Minh bây giờ là Tuyên úy trưởng cha Pero Dương Thanh Liêm, là trưởng ban tổ chức cho chương trình Đại hội Thánh Mẫu năm nay. Xin kính mời quý vị chúng ta hãy cùng trò chuyện với cha Dương Thanh Liêm nhé quý vị. Xin chào cha. Chào anh Lê Minh và xin chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Việt Faith TV. Dạ thưa cha có thể nhắc lại một lần nữa cái tên của chủ đề Ngày Thánh Mẫu năm nay và ý nghĩa và mục đích của chương trình ngày hôm nay là gì thưa ạ? Cái chủ đề mà ban tổ chức đã chọn cho những ngày của Đại hội Thánh Mẫu đó là Maria khi cụ của tình thương xót. Vì như Lê Minh cũng như tất cả quý vị, đặc biệt là anh chị em người Công giáo, Đức Thánh Cha đã chọn ngày 8 tháng 12 tới đây sẽ bắt đầu khai mạc năm thánh của lòng thương xót Chúa. Có lẽ là để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống, chúng ta nói rất nhiều về cái lòng thương xót, cái tình yêu của con người, rồi tình yêu của Thiên Chúa, rồi đôi lúc là nói nhiều, nhưng mà chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta đem cái tình thương xót ra để chúng ta sống hàng ngày trong cuộc sống. Dạ thưa cha, thì chương trình Thánh Mẫu năm nay được tổ chức từ ngày 9 tháng 10 đến kéo dài đến ngày Chủ nhật là ngày 11 tháng 10. Vậy thì trong suốt những cái chương trình diễn ra 3 ngày như vậy đó, thì chương trình đặc biệt của năm nay sẽ là chương trình gì thưa cha? Có lẽ là đây là lần đầu tiên cộng đồng Công giáo Tổng giáo phận Sydney tổ chức 3 ngày. Có lẽ Linh biết đây là cái mảnh đất mà chúng ta đang đứng, nó không tự nhiên mà có. Đây mảnh đất mà của người Việt Nam Công giáo, và cái mảnh đất này không phải
lấy tiền để mua. Nhưng mà cái mảnh đất này, người Công giáo tại Sydney đã lấy cái niềm tin, đức tin của mình mua một mảnh đất rất là rộng lớn, 10 hecta của cái trung tâm này. Và chúng ta đang đứng ở đây, cho nên là cái việc tổ chức 3 ngày cũng là cái việc để cho tất cả quý anh chị em, những người đã đóng góp để mà xây dựng trung tâm này có những thời gian sống tại trung tâm này. Cho nên lý do đó là ban tổ chức chọn 3 ngày để tổ chức. Thưa cha, trong chương trình này thì có rất nhiều linh mục và những người cha đến từ những tiểu bang khác. Chứ thì những cái khách mời đó họ đến đây thì ban tổ chức của chương trình sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho những khách mời đó như thế nào thưa cha? Thứ nhất là trung tâm hành hương này cũng có thể chứa cho tất cả đầy đủ để cho những cái nhu cầu sinh hoạt, chỗ ăn, chỗ ở. Và đặc biệt là những khách mời như Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher, tổng giám mục của Tổng giáo phận Sydney này. Ngài đây là cũng sẽ là lần đầu tiên ngài đến thăm từ khi ngài về Sydney trong cái cương vị tổng giám mục. Sau đó có đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, đức cha của giáo phận Lạng Sơn, một vị chủ chăn ở quê nhà vì thương yêu đằng con tha hương tại Sydney này, đã đến cùng đồng hành với tất cả người Việt Nam Công giáo trong 3 ngày đại hội. Và tất cả những quý cha tại Sydney cũng như quý cha tại cả các giáo phận lân cận cũng như quý cha từ Việt Nam sang cùng tất cả những khách hành hương về đây trong những ngày đại hội này. Thưa cha, trong suốt chương trình đại hội diễn ra trong 3 ngày đó thì cái điểm nhấn của chương trình sẽ tập trung vào cái phần nào của chương trình thưa cha? Tất cả những chủ đề được ban tổ chức đề ra cũng như quý cha là nhắm đến cái tình thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại, rồi đó giúp gia đình, tất cả các gia đình sống và thể hiện cái lòng thương xót của Thiên Chúa qua bao thế hệ. Và cái điều mà ban tổ chức cũng như quý cha trong ban tiên quý muốn gửi đến tất cả những người tín hữu về đây, đó là học hỏi và sống cái lòng thương xót, cái tình yêu của Thiên Chúa và thể hiện cái tình yêu đó đến với anh chị em. Thưa cha, thì vào hàng năm, cứ vào tháng 5 và tháng 10 thì tổng giáo phận của Sydney sẽ tổ chức hai kỳ lễ hội. Thì vừa rồi chúng ta vừa tổ chức ra vào tháng 5, thì bây giờ là của tháng 10. Như vậy thì cứ mỗi một năm hai lần hay là mình có tổ chức thêm những cái ngày khác không thôi không thưa cha? Có những cái lễ khác được tổ chức tại đây, nhưng mà hai cái ngày mà huy mô nhất trong năm đó là đại hội Thánh Mẫu tháng 5 và đại hội Thánh Mẫu tháng 10. Hai cái tháng trong năm này giáo hội đều hướng về cái người mẹ trên thiên quốc đó, Đức Maria, để nhờ mẹ, qua mẹ mà chúng ta có thể đến với Thiên Chúa trong cái hành trình đời sống đức tin của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cha Piero Dương Thanh Liêm. Con xin chúc cha luôn luôn dồi dào sức khỏe và xin chúc cho chương trình luôn luôn thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn anh Lê Minh cũng như tất cả quý vị khán giả của đài Việt Face TV. Cảm ơn. Xin chào cha. Xin kính chào quý vị, xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nhỏ chúng tôi với ban thổi kèn của chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh ạ. Hello, xin chào. Thưa anh đến từ đâu và cái nhóm của anh thành lập khi nào anh?
Đây thì đến từ Kapramata, giáo xứ Kapramata. Ban kèn đã thành lập được 3 năm và cũng thành những thành viên thì không phụ thuộc vào giáo xứ nào cả. Và cái này cũng là chỉ riêng cho cộng đồng Công giáo là chính và phục vụ là chính. Có nghĩa là tất cả những thành viên trong cái ca đoàn của anh, họ không có cùng một cái tôn giáo, họ không cùng một cái tôn giáo luôn anh, giống như là họ không cùng một cái chỗ, một cái nơi nào đó nhất định, mà tất cả mọi người đều đến từ bốn phương đó không anh nhỉ? Không, cái này từ đa số là thuộc về của Công giáo, nhưng mà tụi này sẵn sàng phục vụ cho những ngoại giáo, chùa, chiền hay là đám ma, đám cưới, nếu mà có sự nhu cầu mời thì tụi sẽ chơi theo những cái thể loại mà ta muốn. À, có nghĩa là đây là một cái, kính thưa quý vị, đây là một nhóm thành lập trong cộng đồng thôi. Có nghĩa là anh thường biểu diễn ở những cái nơi khác biệt, đúng không anh? Đúng rồi, chẳng hạn như là những cái mà hội gây quỹ và của cộng đồng, người ta có mời tới thổi những cái bài chào cờ hay là một phút mặc niệm hay này kia thì sẵn sàng tới và giúp đỡ. Dạ. Theo chương trình ngày hôm nay thì đây là một lần làm từ thiện hay là mình làm để mình giống như một việc kinh doanh? Cái này là từ thiện, đa số là làm ở đây là thật sự không nói về tiền bạc, phục vụ là chính. Dạ. Theo như vậy thì cái phần trình diễn thôi kèn của anh sẽ bắt đầu từ lúc mở màn hay là mình làm khi nào anh? Dạ, đa số là lúc mà mở màn để chào đón các khách và theo những cái mà chương trình đã sắp đặt ra, mình thổi vào giờ nào hay là lúc rước kiệu và lúc nào hay là lúc cả đoàn rước lễ này kia, chúng ta sẽ thổi và gắn vào những chỗ trống đó. Dạ. Thay mặt cho VFA TV xin cảm ơn những phần chia sẻ của anh vừa rồi và xin chúc cho ca đoàn của anh lúc nào cũng thành công, biểu diễn hết mình với khán giả. Ok, xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị theo dõi một buổi phóng sự ngắn của Liên Minh với những người trong ca đoàn ngày hôm nay nha quý vị. Xin chào chị ạ. Dạ, tôi tên là Phạm Thị Kim Yến, đại diện giáo đoàn Thánh Giuse Lê Đăng Thị. Chúng tôi hôm nay phục vụ trong thánh lễ thì gồm có 2 người đọc bài đọc và 4 người dân của lễ. Dạ. Thưa chị, thì cái phần biểu diễn sẽ bắt đầu từ lúc mấy giờ chị? Dạ, chúng tôi là trong thánh lễ bắt đầu 5 giờ chiều hôm nay. Dạ. 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 Với những nguyên một đoàn đến từ đâu chị nhỉ? Dạ, giáo đoàn Thánh Giuse Lê Đăng Thị Fairfield 2. Chị biểu diễn mấy tiết mục trong chương trình vậy? Dạ, hôm nay chúng tôi ở trong đoàn phục vụ đọc sách thánh, đọc lời nguyện và dân của lễ chứ không phải là văn nghệ. Với cái phần phỏng vấn giao lưu với khán giả của Việt FTV, chị có muốn nhắn gửi cái điều gì đến việc khán giả của Việt FTV nhân cái ngày hội nghị ngày hôm nay không? Cái đây là truyền thống của cộng đồng Công giáo thuộc giáo phận Sydney. Chúng tôi rất mong muốn quý vị nếu có dịp lên trên trung tâm Zinkili sẽ thấy những thành quả của cộng đồng Công giáo sau 40 năm được thành lập tại giáo phận Sydney và toàn thế giới. Chúng tôi rất hoan nghênh quý vị tới tham quan và tham dự những thánh lễ đặc biệt của chúng tôi giống như ngày hôm nay. Theo chị được biết thì bao nhiêu cái giáo phận sẽ đến tham dự trong cái buổi lễ ngày hôm nay, cái giáo hội hả chị? Dạ không, hôm nay chúng tôi có 8 giáo đoàn. Dạ. Dạ, 8 giáo đoàn thuộc giáo phận Sydney, New South Wales. Dạ. Và tất cả những giáo đoàn bạn từ Melbourne và Adelaide cũng tới tham dự. Dạ. Chúng tôi có truyền thống một năm 2 lần tổ chức vào ngày tháng 5 và tháng 10, tháng kính mân côi, kính Đức Mẹ. Dạ. Như vậy thì đây là lần thứ mấy chị tham gia chương trình ngày hôm nay chị? Dạ, hầu như năm nào cũng có và truyền thống này đã có được hơn 20 năm nay rồi. Có nghĩa là chị đã tham dự những cái lễ như thế này 20 năm rồi. Dạ, 20 năm rồi. Thì mỗi năm 2 lần đúng không chị? Dạ, mỗi năm 2 lần và đặc biệt 13 mỗi tháng đều có những thánh lễ 13 trên trung tâm này. Dạ, với em thấy đây là một cái giỏ bánh mì với lại trái cây và bên đây là cái giỏ hoa. Thì đây cũng là một cái cành hoa. Thì đây là những cái thánh lễ dâng lên cho cái buổi lễ ngày hôm nay hả chị hả? Dạ, dạ, đây là những cái đoàn phục vụ để dâng hoa quả lên trên Thiên Chúa và bông hoa đẹp nhất lên cho Ngài. Dạ. Xin thay mặt cho VFA TV và xin kính chúc tất cả mọi người sẽ có một cái đêm làm lễ thật là thành công tốt đẹp nha. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn và hoan nghênh quý vị thường hàng năm tới đây vào 2 ngày trong tháng 5 và tháng 10. Dạ. Xin cảm ơn chị ạ. Dạ, cảm ơn. Thank you.
Vân hân hoan chào mừng Đức Cha Giuse đến chủ tế thánh lễ khai mạc tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng con chào đón tất cả quý cha, 16 cha đồng tế ngày hôm nay. Chúng con hân hoan chào đón quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em đến đây trong ngày khai mạc Đại hội Thánh Mẫu Maria khí cụ của tình thương xót. Xin tất cả cộng đoàn dân Chúa chào mừng Đức Cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em một tràng pháo tay thật là to. Anh của Chúa ở cùng anh chị em. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Trong ngày khai mạc Đại hội Thánh Mẫu Đức Maria khí cụ của lòng thương xót, chúng ta cảm nhận tình thương của Chúa tuôn đổ trên chúng ta với những giá trị của đức tin, với những giao thoa của tình người, tình Chúa để cùng với nhau hiện diện nơi đây tôn vinh Đức Maria để cảm nhận tình thương của Chúa. Và chính Đức Maria khí cụ của lòng thương xót sẽ cầu bầu để giúp chúng ta khám phá mầu nhiệm của tình thương xót của Thiên Chúa nơi chính ơn gọi của chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Giờ đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ khi nhìn nhận những thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Vinh danh Chúa ca muôn đời. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Chúng ta đã nghe nói đến sự khôn ngoan trong sách Khôn Ngoan. Tôi đã ước ao ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi khẩn cầu được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm vương quốc và ngai vàng. Và nếu đem so sánh giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Khôn ngoan trong chọn lựa, khôn ngoan trong đối xử, khôn ngoan trong tin tưởng, khôn ngoan trong yêu thương, khôn ngoan trong tha thứ,
khôn ngoan trong đón nhận và khôn ngoan trong hiệp nhất. Đó là những tâm tình mà chúng ta đang hiện diện nơi đây trong ngày cử hành Đại hội Thánh Mẫu với chủ đề Đức Maria khí cụ của lòng thương xót. Lòng thương xót mà ngày hôm nay chính chàng thanh niên khi đi tìm Chúa Giêsu, anh đã cảm nhận và anh đã nói cùng Ngài: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chọn lựa để nhận ra Đức Giêsu là một vị tiên tri đặc biệt, chọn lựa để thấy Ngài như là một cùng đích cho một hướng đi của cuộc đời. Rõ ràng chàng thanh niên thật đạo đức, đã giữ chăm chút các lề luật từ thuở nhỏ, nhưng nơi anh vẫn còn một khát vọng, và sự khát vọng đó đó là một sự khôn ngoan của con người. Sự khôn ngoan đó anh đặt vào Đức Giêsu Kitô để anh có thể thốt lên một từ đẹp nhất: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Tôi tình kính một Thiên Chúa Ba ơi. Cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Tâm hồn lên, Chúa con đang hướng
chúng ta. Hằng là chính đoan. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng yêu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cố hình, hời cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Xin nhờ người với người và trong người là Cha toàn năng. Amen. 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 Ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng. Nước cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý bà anh chị em, trong niềm hân hoan ngày hôm nay mừng đại lễ, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ánh đào.